Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với video chia sẻ về guitar của mình. Các bạn nhớ đăng ký kênh, theo dõi fanpage cũng như là Facebook cá nhân của mình để có thể cập nhật được những video, những livestream chia sẻ về guitar của mình nhé. Ngoài ra mình cũng nhận dạy guitar online và offline, mọi người có thể liên hệ qua Facebook, fanpage hay là số điện thoại của mình. Tất cả mình sẽ đặt ở phần mô tả và bình luận của video này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người bài Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè của Nguyên Hà. Bài này thì khá là dễ thôi, thế nên là nếu mà ai mà mới tập thì vẫn có thể tập thoải mái nhá. Bây giờ thì mình sẽ vào hướng dẫn chi tiết cho mọi người luôn. Rồi, đầu tiên vào bài này thì mọi người kẹp capo vào ngăn 4 cho mình nhá. Đàn mình thì mình đang kẹp ở ngăn 5. Nhưng mà do đàn mình đang thấp hơn đàn mọi người một nửa cung, thế nên là mọi người sẽ kẹp ngăn 4 để học xong. Sau khi mà học xong thì mọi người có thể kẹp capo ở các ngăn khác tùy ý. Như ở bản gốc của mình thì mình cũng kẹp capo ở ngăn 5. Rồi, bây giờ sẽ vào phần hợp âm. Hợp âm của bài này rất là đơn giản, có 4 hợp âm thôi. Đầu tiên là la thứ. Ai mà đã biết về phần hợp âm rồi thì có thể tua qua nhé. Mình sẽ hướng dẫn cả phần hợp âm để cho những bạn nào mà mới học. Hợp âm la thứ này: ngón trỏ khoang 1 của dây 2, ngón giữa khoang 2 của dây 4 và ngón áp út khoang 2 của dây 3. Bát của nó là dây 5. Hợp âm tiếp theo là hợp âm son. Son mọi người sẽ bấm cho mình như thế này cho dễ. Hợp âm ngón áp út sẽ bấm ngăn 3 của dây 6, ngón giữa khoang 2 của dây 5 và ngón út khoang 3 của dây 1. Hợp âm tiếp theo là hợp âm pha major 7. Trong bài này thì mọi người chỉ cần bấm như này: ngón trỏ khoang 1 của dây 2, ngón giữa khoang 2 của dây 3, ngón áp út khoang 3 của dây 4. Hợp âm cuối cùng là hợp âm mi thứ: ngón giữa khoang 2 của dây 5 và ngón áp út khoang 2 của dây 4. Rồi, đấy là 4 hợp âm trong cái bài này. Bây giờ sẽ đi vào chi tiết giai điệu của bài nhé. Rồi, ở bài này thì mình chia nó làm 3 phần. Phần 1 là intro, phần 2 là đoạn đầu và phần 3 là cái đoạn điệp khúc. Thì mình ở cái bản mình đánh thì mình cũng lấy cái đoạn điệp khúc làm cái intro luôn. Thì intro và điệp khúc nó sẽ là 1. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người đoạn điệp khúc luôn nhá. Sau đó sẽ vào cái đoạn 1. Đầu tiên này, mọi người đánh dây 1 buông. Sau đó mọi người bấm ngón út vào khoang 3 dây 1. Rồi, sau đó mọi người kéo lên. Có thể là vừa đánh, có thể là đánh này. Sau đó kéo lên khoang 5 luôn. Hoặc là đánh khoang 3 xong rồi lên khoang 5. Tùy. Kéo lên khoang 5 này, mọi người bấm thêm cái, bấm thêm ngón trỏ vào khoang 3 của dây 4. Mọi người đánh dây 1 với dây 4. Sau đó đánh dây 1 thêm 2 lần nữa. Rồi, mọi người lại kéo ngón út về khoang 3. Đồng thời là bấm ngón giữa lên khoang 3 của dây 6. Đó. Sau đó bấm ngón áp út vào khoang 3 của dây 2. Đánh dây 2. Dây 1 với dây 6 này, sau đó đánh dây 2. Rồi, mọi người đánh dây 3, thả ra đánh dây 3. 2 lần. Sau đó đánh dây 1 với dây 6. Rồi. Sau đó bấm ngón út vào khoang 3 của dây 2. Đánh một lần, sau đó đánh dây 3 một lần, dây 1 một lần. Sau đó mọi người ba ngón này bấm về thế tay của la thứ. Đánh dây 5 với dây 2. Sau đó bỏ ngón áp út ra. Bỏ ngón út ra. Đánh dây 2. Đó. Rồi câu tiếp theo. Đánh dây 2 xong này, mọi người sẽ bấm ngón út xuống khoang 3 của dây 1.
Rồi, sau đó lại kéo lên khoang 3, à khoang 5. Rồi ngón trỏ lại bấm vào khoang 3 dưới 4. Như này nhá. Dòng thư ấy. Dòng thư trao nhau năm ấy theo mây ngàn. Này. Sau đó đánh dây 1 3 lần nữa, thêm 3 lần nữa. Rồi, sau đó mọi người chuyển ngón lại út lên khoang 7, ngón trỏ lên khoang 3 của dây 6. Đánh dây 6 với cả dây 1 như này nhá. Ngón này chỉ bấm mỗi khoang 3 của dây 6 thôi. Rồi, sau đó bấm về khoang 5. Ngón út về khoang 5 này. Sau đó ngón trỏ này. Khoang 3, dây 1. Rồi, bấm về thế tay của la trưởng. Vừa nãy mọi mình quên hướng dẫn mọi người la trưởng. La trưởng ngón giữa này, khoang 3 của dây 4, ngón áp út khoang 3 của dây 3 và ngón út khoang 3 của dây 2. Về thế tay của la trưởng mọi người đánh dây 5, dây 2, dây 3 với dây 2 cùng một lúc. Đó. Sau đó tỉa 4, 3, 2. Rồi tiếp theo này, câu tiếp theo mọi người lại đánh lặp lại, đánh dây 1 buông. Ngón út lại vào khoang 3. Lại kéo lên khoang 5. Sau đó lại đánh dây 1 2 lần. Rồi lại về khoang 3. Nó giống cái câu vừa nãy. Đó. Xong rồi ngón áp út lại khoang 3 của dây 5, à 3 của dây 2. Dây 6 với dây 1 này. Sau đó dây 3, à, dây 2 này. Sau đó lại đánh dây 3 2 lần. Rồi. Dây 1 với cả dây 6 vuông. Sau đó ngón út vào khoang 2 của dây 3. À khoang 3 của dây 2. Dây 1 vuông. Rồi lại về của la thứ. Về thế tay của la thứ. Dây 2 với cả dây 5. Lại thả con út ra. Dây 2. Nó giống y câu đầu tiên. Sau đó mọi người chuyển sang thế tay pha major 7 cho mình. Đánh dây 3. Dây 4 xong đó đánh dây 4 với dây 3. Dây 3 trước này, sau đó dây 4 với ra dây 3 này. Sau đó đánh dây 1. Sau đó bấm ngón út vào khoang 3 của dây 2. Khoang 3 của dây 2 nhé, đánh một lần này. Sau đó chuyển ngón áp út lên khoang 3 của dây 6. Đánh dây 3 với cả dây 2 với cả dây 6. Dây 2 với cả dây 6 nhé. Sau đó ngón út bấm xuống khoang 3. Khoang 3 của dây 1. Đấy. Thả hết ra. Đánh dây 1 buông. Sau đó mọi người chặn 3 ngón này vào khoang, chặn 3 cái dây 1, 2, 3 ở khoang 5 bằng ngón trỏ. Và ngón áp út mọi người bấm vào khoang 7 của dây 4. 7 của dây 4 nhá. Sau đó mọi người đánh 5, 3, 2, 1 cùng lúc. Đây. Sau đó mọi người tỉa 4, 3, 2, 1. Xong lại lặp lại cái câu cuối cùng từ cái pha major 7 một lần nữa. Lặp lại một lần nữa. Đó. Đó là hết cái đoạn điệp khúc cũng như là cái intro. Bây giờ sẽ vào cái đoạn 1 nhé.